អបអរសាទរកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រះសវត្តបាទត្រូវព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្របាទផ្ដល់ក្រមងារជាងារអកញ្ញាបាទតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យបាទធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី 26 ឆ្នាំ 2022ក៏បានបញ្ជាឲ្យដឹងថាព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដល់ក្រមងារអកញ្ញាដល់តារាចម្រៀងនៅកម្ពុជាលោកព្រះសវត្តបាទគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបាទលោកព្រះសវត្តជាតារា
nơi Campuchia hay đã bàn được tu cả tra bằng có cơ đồ mà nghĩa chỉ ọc nhé bà bí bà mạc sát bằng tố bí lục ọc nhá khám rã sài mùn bà chân đi chỉ đứng ra mùi tha bằng phôn cư đã ra bí đường hai đại bàn được tu bà nghĩa chỉ ọc nhá nè bằng phôn bà tìm mùi cư lục khám rã sài mùn là những cư lục ọc nhá bà tìm bí ở lời thamay ní cư lục khám lục bệnh sử vạt bà cư lục bệnh sử vạt cư bàn được tu chỉ bậc cơ mà nghĩa phong đài bà cư ọc nhá được nghĩa bà thao chung phô bò rô mê ni đá kì miên tài bà năng tế bà xong bò cốn xong chủ đề bà lý.